đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Thành phố Châu Đốc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế toàn dân trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp các cơ quan thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong tuần, Cảnh sát Giao thông Đường bộ Toàn tỉnh đã tổ chức 216 ca tuần tra kiểm soát, có 1.106 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng phương tiện dừng kiểm tra là 1.250 trường hợp. Phát hiện vi phạm 854 trường hợp, trong đó đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện 316 trường hợp, ra quyết định xử phạt 651 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp tạm giữ 438 phương tiện, tước 175 giấy phép lái xe. Thanh tra giao thông qua công tác kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, công trình giao thông hành lang an toàn đường bộ, thực hiện chỉ thị 01 trên 2004 trên TTG ngày 2 tháng 1 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động dẫn tải khách liên tỉnh bằng ô tô đã tổ chức kiểm tra 23 lượt phương tiện trước khi xuất bến. Qua kiểm tra, các phương tiện đủ điều kiện xuất bến những năm qua công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố châu đốc quan tâm thực hiện có hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường xã được bố trí đúng chuyên môn đảm bảo số lượng chất lượng được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thành phố Châu Đốc đã triển khai phần mềm một cửa điện tử đến 100% cơ quan đơn vị địa phương sử dụng và phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương. Vì quản lý danh mục dịch vụ công trực tuyến, của thành phố và danh mục dịch vụ công tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai bài bản thống nhất đồng bộ, các cơ quan đơn vị địa phương đã thể hiện sự tích cực trong công tác triển khai thông qua việc thông báo công khai về cam kết giải quyết trước hạn đối với hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện theo phương thức trực tuyến. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong năm 2021 và năm 2022 là 104.664 hồ sơ, trong đó cấp huyện 44.768 hồ sơ trong đó số tiếp nhận trực tuyến là 16.953 trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 27.000 số kỳ trước chuyển qua 815 cấp xã 59.896 hồ sơ trong đó số tiếp nhận trực tuyến là 10.068 trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 49.828 số lượng hồ sơ đã giải quyết cấp huyện 44.768 hồ sơ trong đó giải quyết trước hạn 8.500 71 hồ sơ. Đúng hàng 36.197, cấp xã 59.896 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ. Riêng 6 tháng của năm 2023, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận cập nhật xử lý trên phần mềm một cửa điện tử 11.068 trên 11.119 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,5%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 34 10.234 trên 10 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94%. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông, thời gian qua, Công an thành phố Châu Đốc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên địa bàn trong việc chấp hành quy định về luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo đó, Công an thành phố đã tổ chức cho 53 nhà hàng, quán ăn, viết cam kết trong việc nhắc nhở khách hàng, có hình thức và thông tin phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia. Hỗ trợ khách hàng thuê sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu bia được quy định tại khoảng 6 điều 32 luật phòng chống tác hại của rượu bia. Tổ chức cho 39 doanh nghiệp vận tải hành khách 37 doanh nghiệp vận tải hàng hóa cam kết thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, không giao phương tiện cho những người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, người đã sử dụng rượu bia, nghiện sử dụng ma túy. Cho 204 lái xe cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời tuyên truyền vận động các chủ cơ sở cần lưu ý nhắc nhở khách hàng chấp hành quy định của pháp luật về luật giao thông, luật phòng chống tác hại của bia rượu, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống bia rượu các lực lượng chức năng ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, các trường hợp có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Với các hoạt động đang được lực lượng công an thành phố triển khai, hy vọng nhận thức và hành động của người dân về rượu bia sẽ được nâng cao và không có những vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, công an thành phố Gia Đốc đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quyết liệt nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đường bộ. Qua 6 tháng của năm 2023 cho thấy, trên địa bàn thành phố Gia Đốc xảy ra 7 vụ làm 4 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ số vụ không tăng giảm, 7 trên 7, số người chết giảm 4 trên 7 người chết số người bị thương tăng 5 trên 1 người. Các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát được 3.238 cuộc, có 15.194 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản 2.493 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 4.586 trường hợp mua bán lớn chiếm lòng đường dĩ hè, phạt hành chính 2.075 trường hợp, thu phạt số tiền 3 tỷ 597 triệu 313 000 đồng, tước 331 giấy phép lái xe, mô tô, giấy phép lái xe ô tô có thời hạn. Trong thời gian tới, Ban an toàn giao thông thành phố yêu cầu các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, dẫn động nhân dân tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, chú ý các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông, tăng cường lực lượng kiểm tra giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong những ngày lễ Tết, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục phối hợp củng cố xây dựng nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình về an toàn giao thông đã mang lại hiệu quả thời gian qua, như mô hình camera giám sát về an ninh trật tự, tổ tự quản về an toàn giao thông, thanh niên giới văn hóa an toàn giao thông nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, các lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, lập các phương án đảm bảo an toàn cho giao thông thủy nội địa trong khu vực. Theo đó, lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã tổ chức 49 ca tuần tra kiểm soát, có 175 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng kiểm tra là 224 phương tiện, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 90 trường hợp, ra quyết định xử phạt 83 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tham mưu công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra các phương tiện thủy, các bến khách ngang sông, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện không neo đậu tàu thuyền gần khu vực cầu cống nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Ngoài sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành chính quyền của địa phương thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường thủy, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của chính mình và người tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Theo nhận định của ngành y tế, trong mùa mưa bão là điều kiện thuận lợi để mũi phát triển và có nguy cơ truyền bệnh sốt xuất huyết rất cao. Do đó, ngành y tế cùng các cấp các ngành trong thành phố cho Đốc đã và đang tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Theo số liệu thống kê, tính đến nay, thành phố Châu Đốc ghi nhận được 106 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tập trung đều ở các phường xã, trong đó phường Châu Phú B, Vĩnh Mỹ và phường Châu Phú A có số ca mắc cao nhất. Để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng, vì thế, ngay từ đầu mùa mưa, các ban ngành đoàn thể thành phố và phường xã đã tập trung ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng tại các địa bàn dân cư có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Dựa vào số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, liên tục có ổ dịch cũ, số ca mắc tăng cao để thực hiện việc lăng quăng, đồng thời phát tờ bướm tuyên truyền vận động người dân cách phòng chống dịch bệnh cũng như tác hại của bệnh sốt xuất huyết để mọi người nâng cao ý thức phòng bệnh của bản thân và gia đình. Hiện nay, bệnh tai chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, tính đến ngày 25 tháng 6, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 17 trường hợp mắc bệnh tai chân miệng đã xử lý hai ổ dịch các địa phương có số ca mắc bệnh tay chân miệng gồm phường châu phú a châu phú b núi sam vĩnh quân và xã vĩnh tế để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới dòi nước chảy nhiều lần trong ngày cả người lớn và trẻ em đặc biệt trước khi chế biến thức ăn trước khi ăn cho trẻ ăn trước khi bế ẩm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tả và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chính uống chính, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch trước khi sử dụng. Tốt nhất là ngâm tráng nước sôi, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày. Không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa thìa, đồ chơi chưa được khử trùng thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay dịnh cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3.476 người. Tuy nhiên thời gian qua, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp. Việc duy trì và khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một thách thức không nhỏ đối với bảo hiểm xã hội thành phố. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, bảo hiểm xã hội thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nâng dần tỷ lệ người dân tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được giao hàng năm, bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp như giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc phối hợp với Bưu điện Châu Đốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động có thu nhập ổn định chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 825 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 82.848 đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế là 81,56% dân số, đạt 87,7% so với chỉ tiêu kế hoạch. Với chủ đề tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình vì sức khỏe cuộc sống bản thân, gia đình và an sinh xã hội. Ngành bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp bưu điện châu đốc tổ chức ra quân tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa, quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội phối hợp bưu điện chi thành các nhóm đến từng hộ gia đình trên địa bàn các xã phường để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tại mỗi nơi đến, nhân viên bảo hiểm xã hội và bưu điện Châu Đốc đã tư vấn người dân về những lợi ích, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như chế độ hưu trí, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trọn đời khi nghỉ hưu, để khám chữa bệnh, chế độ tự tuất bảo hiểm xã hội một lần là được thanh toán số tiền đã đóng nếu không tiếp tục tham gia bản tư vấn mức đóng, mức hưởng, đối tượng, thủ tục tham gia. Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2023. Tuy nhiên, khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động tự do, có mức thu nhập thấp, lại bấp bênh, đa số họ chưa có thói quen tham gia Bảo hiểm xã hội khi còn trẻ, đại hưởng liên hưu khi tuổi già. Để người dân hiểu được lợi ích và tự giác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng. Trong đó, bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc tiếp tục chủ động phối hợp các ngành chuyên môn, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cường tuyên truyền vận động người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa của chính sách trong cộng đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục phối hợp ngành bưu điện và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các khóm ấp, đồng thời nhân viên đại lý bảo hiểm xã hội trực tiếp đến từng hộ gia đình, dân động mở rộng đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, các phòng ban ngành của thành phố, cấp quỹ và chính quyền các xã phường trên địa bàn xác định rõ trách nhiệm về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế đến từng khóm ấp và từng hộ gia đình, phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở mỗi xã phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc đạt ít nhất 93% trở lên. Riêng các xã nông thôn mới nâng cao thì phải đạt 95% trở lên. Thưa quý vị, công vụ là thực hành nhiệm vụ Công phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân là hoạt động mang tính quyền lực, được thực thi bởi đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhà nước hoặc những người khác khi được nhà nước trao quyền, nhân dân ủy thác quyền lực, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Hoạt động công vụ là hoạt động có tính tổ chức cao, được tiến hành thường xuyên, liên tục theo trật tự do pháp luật quy định, trên cơ sở sử dụng quyền lực nhà nước và được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước hoạt động công vụ của cán bộ công chức là việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức theo quy định của luật cán bộ công chức và các quy định khác có liên quan cán bộ công chức khi thi hành công vụ phải đảm bảo các nguyên tắc sau tuân thủ hiến pháp và pháp luật bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân công khai minh bạch đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra giám sát bảo đảm tính hệ thống thông nhất liên tục thông suốt và hiệu quả bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ công chức chuyên chức đã có rất nhiều cố gắng để thực thi tốt nhiệm vụ trách nhiệm được giao, để có thể phục vụ cho nhân dân, đất nước tốt nhất. Từng cá nhân đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, hoàn thành trọng trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thực tế ở một số cơ quan đơn vị địa phương và một bộ phận cán bộ công chức viên chức đã xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu đầy suốt xử lý công việc. Không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, có trường hợp đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các cơ quan khác. Một số cán bộ công chức viên chức còn có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức doanh nghiệp. Từ đó, quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, thậm chí có nơi rất trì trệ. Làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra. Thực hiện công điện số 280 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về chứng chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ cơ quan địa phương đồng thời nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công việc cũng như kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, đảm bảo kỷ luật kỷ cương hành chính và tăng cường trách nhiệm. Đẩy mạnh tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm vì lợi ích chung, Quỹ ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các ban ngành, Quỹ ban nhân dân các phường xã thực hiện nghiêm túc các nội dung sau thường xuyên quán triệt nhắc nhở đội ngũ cán bộ công chức viên chức về tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chấp hành nghiêm sự phân công giao diệt của lãnh đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùng đẩy né tránh trách nhiệm bảo đảm các công việc được giao phải được xử lý nhanh chóng kịp thời rút ngắn thời gian thực hiện tập trung kiểm soát kịp thời triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan đơn vị không bỏ sót hoặc đẩy trách nhiệm cho cấp trên không lạm dụng việc xin ý kiến của cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm, chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân công, ủy quyền theo quy định của pháp luật, ra soát kịp thời sửa đổi bổ sung, quy trình giải quyết công việc, nghiên cứu cắt giảm, đơn giản quá những quy trình thủ tục không cần thiết, cá thể quá quyền hạn trách nhiệm của tập thể cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc có biện pháp thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ công chức viên chức có năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùng đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 14 vụ mưa dông lốc xét làm một người chết do bị sét đánh, 146 căn nhà bị sập và tóc mái, 54,32 hecta lúa qua màu bị đổ ngã, ngoài ra còn làm tốc mái nhà kho, trại quán của người dân. 44 điểm sạt lở, sụt lún, răng nước, đất bờ sông kênh rạch với chiều dài 2.188 m, ảnh hưởng đến 79 căn nhà cần di dời khẩn cấp và nhiều công trình vật kiến trúc khác. So với cùng kỳ năm 2022 tăng gấp 3 lần. Năm 2022 xảy ra 15 điểm sạt lở, sụt lún, răng nước, Đất bờ sông kênh rạch với chiều dài 757 m ảnh hưởng đến 12 căn nhà. Để chủ động phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả đối với các loại hình thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng nhằm giảm thiểu thiệt hại đáng tiếc đối với người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Ngày 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai. Theo đó, tập chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai căn cứ vào loại thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra. Quỹ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự cấp xã, cấp huyện nơi xảy ra thiên tai quyết định lựa chọn một hoặc có một số biện pháp phù hợp để áp dụng trong một số biện pháp cơ bản ứng phó với ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất. Cụ thể, cần sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn, tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa công sở bệnh viện trường học kho tàng công trình và cơ sở kinh tế an ninh quốc phòng bảo đảm giao thông thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo chỉ quy phòng chống thiên tai và an ninh trật tự an toàn xã hội bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất kiểm tra phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng chống thiên tai, công trình trọng điểm về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Giám sát hướng dẫn và chủ động thực hiện việc làm dụng hoặc cấm người phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông kênh rạch, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất và khu vực nguy hiểm khác, di chuyển tàu thuyền, phương tiện, nuôi trồng thủy sản trên sông kênh rạch ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức kiểm điểm hướng dẫn tàu thuyền neo đậu hoặc thực hiện biện pháp khác để bảo đảm an toàn thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. Quy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định, chỉ đạo quy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai. Ngoài ra khi xảy ra thiên tai, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã được quyền chỉ quy, quy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra hỗ trợ công tác ứng phó khi có đề nghị của các địa phương lân cận, báo cáo và chịu trách nhiệm, thực hiện chỉ đạo chỉ quy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên, đồng thời được quyền quy động các nguồn lực sau để ứng phó thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ quy và quy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên, hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ quy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.